Hello anh em, thì sáng hôm nay mình mới vừa mở cửa thì có anh trai đi Vario 150 ghé shop mình lên full nồi trước sau Coso luôn nha anh em. Đó, nguyên bộ nồi trước sau đến từ thương hiệu Coso. Đó, nguyên một bộ luôn nha anh em, đầy đủ qua là chỉ việc tháo đồ zin ra rồi mình sẽ setup mà mình sẽ gắn cho anh em. Đó, một bộ nó có đầy đủ luôn nha anh em. Đó, và tiếp theo thì xe của anh trai có gắn thêm cục ECU ATE nha anh em. Đó, ECU gắn như zin, bên mình bao gắn và bao canh chỉnh cho anh em luôn nha. Đó, anh em nào đang lên bô xăng lửa, nồi bô thì tham khảo bên mình thử luôn nha. Đó, bây giờ là mình sẽ gắn lên xe, mình canh chỉnh. Đó, cái này mình ráp nồi vô nè anh em. Xe có thay thêm sợi dây cura nữa nha anh em. Đó, nguyên một bộ luôn, qua là mình sẽ set up cho anh em nào muốn đi êm hay là đi bóp gì đó thì mình sẽ set up và gắn lên xe và canh chỉnh cho anh em. Đó, full trước sau luôn nha. Nồi Coso thì hàng thương hiệu rồi nên anh em yên tâm về chất lượng nha. Anh em chạy lâu thì cứ ghé shop mình bảo dưỡng rồi này kia thôi, vệ sinh hay này kia kiểm tra nó. Đó, nguyên một bộ luôn. Đó, mình ráp nồi sau vô rồi mình ráp xong á thì mình sẽ chạy thử. Đó, ok rồi mình mới giao xe nha. Thì xe của anh trai có lên thêm cục lắp độ nữa nha anh em. Đó, giờ mình nổ máy rồi nè anh em. Đó, nguyên một bộ luôn. Anh em nào muốn tham khảo thì cứ ghé shop mình nha. Đó, giờ mình sẽ chỉnh ECU nè anh em. Anh em xem hình đỡ nha. Đó, bao gắn cho anh em luôn. Rồi cái này là lên bộ lắp độ nha. Và sau đây là cảm nhận của anh trai nha. Đó, thì anh em nào muốn làm nồi thì cứ ghé mình. Đầy đủ nồi hết cho anh em nha. Rồi mình cảm ơn anh em nhiều nha. Anh em thấy hay thì cho mình xin một like hoặc một tim nha anh em. Rồi mình cảm ơn anh em nha.